Thailand. At yesterday's weigh-in, he scaled on the scales in 8 fights. 8 victories, 4 big wins coming by way of knockout. Super lightweight WBO đã introduce giữa người đang nắm giữ đài, đó là Song Chan Ho và tay đấm người Thái Lan Thông Luang. Song Chan Ho trên màn ảnh của quý vị và các bạn thi đấu ở góc đài màu đỏ với găng tay màu đỏ, và đối thủ của anh thi đấu ở góc đài xanh. Trước trận đấu này thì Song Chan Ho đã có 2 lần chiến thắng ở trận giành đài và bảo vệ đài WBO Oriental Youth. Trong đó cuộc đối đầu hồi tháng 7 vừa qua thì anh cũng đã knock out một đối thủ đến từ Thái Lan với một trận đấu 10 hiệp. Thì Song Chan Ho và cả Thông Loan đều hiểu rằng họ phải dành thời gian thăm dò và cẩn trọng trước sức mạnh của đối thủ. Có điểm đặc biệt đó là Hồ Tràm đang là địa điểm mang tới rất nhiều niềm vui cho Song Chan Ho. Đây là trận đấu thứ 3 của anh và là trận bảo vệ đài thứ 2. Liệu Song Chan Ho có thể tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng mỗi khi thi đấu tại Việt Nam hay không? Chúng ta cùng xem màn hình của anh. Đó là một series cú thẳng tay rất chính xác của Song Chan Ho dành cho Anuson Thông Luang. Nhưng vừa rồi võ sĩ Thái Lan cũng đã có một pha móc trái rất chuẩn xác trúng cằm của Song Chan Ho để cảnh báo rằng việc áp sát tấn công không phải là điều Song Chan Ho nên quá lạm dụng. Hai sao mai của làng quyền Anh châu Á đang đối đầu với nhau. Họ mới chỉ 18, 19 tuổi thôi, nhưng dạn dày kinh nghiệm. Song Chan Ho đang giữ thành tích bất bại với 8 chiến thắng, trong đó 4 chiến thắng bằng knockout. Trong khi đó thì Thông Luang cũng đã trải qua 12 trận đấu chuyên nghiệp của mình và cũng chỉ mới để thua 1 trận mà thôi. Sau 2 màn so tài hâm nóng đầu tiên thì chúng ta có thể thấy đây thực sự là một trận đấu ở đẳng cấp tranh đai. Những võ sĩ dù còn rất trẻ nhưng đã có kinh nghiệm thi đấu với nhiều đối thủ ở trong khu vực. Các tình huống giáp rất nhanh của Thông Luang. Dường như lợi thế của hiệp đấu đầu tiên này đang thuộc về võ sĩ người Thái Lan. Anh có nhiều tình huống giáp trúng đích hơn, mặc dù là người bị ép đài, và vừa rồi là một tình huống móc trái của Thông Loang, nhưng dường như đang có một sự cố xảy ra. Theo như tôi nhận thấy thì Thông Loang đang phàn nàn rằng mình bị ra đòn trúng vào phần hạ bộ, một đòn đấm rất nặng. Phải nói rằng hai võ sĩ có tốc độ ra đòn quá nhanh, và đó là một tình huống họ áp sát nhau và chúng ta không thực sự có cái nhìn chính xác nhất về điều gì đã xảy ra. Nhưng vào lúc này thì Thông Luang đang tỏ ra khá đau đớn ở khu vực dưới thắt lưng của mình. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống khiến Thông Luang chịu đòn, và đó thực sự là một pha móc trái từ Song Chan Ho đã trúng vào hạ bộ của võ sĩ người Thái Lan. Hiện tại thì trọng tài đang kiểm tra tình trạng của Thông Luang, liệu rằng anh có thể tiếp tục được hay không. Đây là một trận đấu rất quan trọng khi đó là lần đầu tiên Thông Luang có cơ hội tranh đài quốc tế. Phải nói rằng Anuson Thông Luang là một võ sĩ có lịch trình dày đặc trong năm 2022 này. Lần thượng đài tại Hồ Tràm ngày hôm nay là trận đấu thứ 11 của anh trong năm 2022. Một con số rất đáng kinh ngạc với một võ sĩ của anh chuyên nghiệp. Và chúng ta có thể thấy là ở võ sĩ trẻ này, anh có khả năng hồi phục và có khả năng tái tạo thể lực là tốt như thế nào. Thực sự tôi rất ấn tượng với hành trình trong năm 2022 của Thông Luang, khi trung bình một võ sĩ chuyên nghiệp thường chỉ đấu tối đa từ 3 đến 4 trận một năm. Những con số trên 10 trận một năm thường chỉ xuất hiện ở thời điểm của những huyền thoại Mike Tyson vào những năm 1980. Sau đó với những áp lực về thi đấu, về thể chất, về tập luyện và hồi phục thì những con số này dường như không xuất hiện nhiều ở boxing chuyên nghiệp. Nhưng chúng ta có thể thấy được điều đó ở một tay đấm mới chỉ 18 tuổi. Và 18 tuổi, tuổi trẻ thường tạo ra những điều phi thường. Và lúc này thì Thông Luang đã sẵn sàng để có thể tiếp tục so găng cùng với Song Chan Ho. Chúng ta tiếp tục trở lại với trận đấu để tranh đấu vô địch WBO Oriental Youth. Những nỗ lực rất lớn từ Thông Luang, và anh còn
20 giây để duy trì lợi thế mình đã có ở trong những phút vừa qua. Tốc độ của Thông Leang là rất tốt. Đặc biệt là những tình huống jab của Thông Leang. Vừa rồi là một cú uppercut chính xác của võ sĩ Thái Lan. Trong khi đó Song Chan Ho vẫn tận dụng những cú body shot tay phải của mình. Ba cú body shot liên tiếp vào vùng gàn của Thông Leang. Rất may Thông Leang khi ở thời điểm anh đang gặp quá nhiều khó khăn với những cú body shot của Song Chan Ho thì thời gian của hiệp 1 đã khép lại. Xứng đáng cho một trận đấu tranh đài. Đó là tất cả những gì mà chúng ta vừa được trải nghiệm sau 3 phút của hiệp 1 mà so tài giữa Song Chan Ho và Anderson Thông Loang. Bây giờ là diễn biến hiệp 2. Nhìn những giây cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất, chúng ta có thể thấy Song Chan Ho muốn cuộc đấu này diễn ra ở góc võ đài, clear áp sát để những cú body shot của anh có cơ hội phát huy tác dụng. Và thực sự nó đã khiến Thông Loang rất vất vả chống đỡ. Ở đầu trận thì tốc độ ra đòn với những cú jab tới từ Thông Loang đã khiến cho Song Chan Ho gặp nhiều khó khăn, nhưng võ sĩ người Hàn Quốc nhanh chóng tìm ra được phương án để khắc chế đối phương và cũng nhìn thấy được điểm yếu trong cách thủ của Thông Loang. Trước trận đấu này, trong buổi tập luyện làm quen với võ đài, huấn luyện viên của Song Chan Ho đã nhấn mạnh rằng việc anh phải chiếm lĩnh được vị trí trung tâm, dần đẩy Thông Loang về góc để khiến cho những cú đấm thẳng của võ sĩ người Thái Lan không phát huy được tác dụng. Và chúng ta có thể thấy điều đó đã được tài năng người Hàn Quốc áp dụng trong phút đầu tiên của hiệp 2. Thực sự việc đọ lực đấm và thể lực đối với Song Chan Ho là rất khó. Lúc này theo anh Nam Khánh thì với sải tay có phần nhìn hơn của mình thì đâu là chiến thuật tối ưu dành cho Anderson Thông Loang? Theo tôi, Anderson nên tận dụng thêm các tình huống di chuyển bất ngờ, cắt góc kết hợp với những cú jab để phá nhịp đấm của Song Chan Ho. Tuy nhiên, với khả năng kiểm soát võ đài rất tốt, đầy kinh nghiệm của Song Chan Ho thì điều này thực sự rất khó, đặc biệt là khi phần sườn của Thông Loang đã bị bào mòn. Điều này khiến những tình huống bất ngờ xoay người để đổi góc của Thông Loang sẽ rất khó thực hiện. Tôi nghĩ rằng Song Loang, anh ta biết sự nguy hiểm với những đòn móc từ Song Chan Ho. Nhưng với lực đấm quá mạnh của Song Chan Ho thì quả thực là phòng thủ với võ sĩ Hàn Quốc đang cũng là một vấn đề khó khăn. Cái đấm người Thái Lan biết đối thủ nguy hiểm thế nào nhưng anh đang chưa tìm ra được phương án cụ thể để hạn chế việc Song Chan Ho áp sát. Chúng ta có thể thấy thì mỗi khi Thông Loang có tín hiệu muốn di chuyển cắt góc thì ngay lập tức Song Chan Ho phản ứng. Đây chính là cách tuyệt về kinh nghiệm và chênh lệch thể lực. Khi mà Song Chan Ho đã bào mòn được kha khá đỉnh gà của Thông Loang. Cho đến bây giờ thì người chiếm lĩnh phía trung tâm của võ đài vẫn là Song Chan Ho, và một liên tiếp là hai cú móc, một trúng cằm và một moi thẳng vào gan của Thông Loang. Cách Song Chan Ho duy trì khoảng cách với đối thủ cũng là rất đáng bàn. Quả thực là với sải tay dài hơn thì Anderson Thông Loang chưa thể tận dụng được ưu thế về hình thể của mình trước một đối thủ có phần già dơ và tinh quái cũng như là rất thông minh. We'll be right back.
không chỉ nắm giữ những ưu thế về mặt chuyên môn trên võ đài mà vào lúc này Song Chan-ho đang có được sự ủng hộ về mặt tinh thần khá đáng kể với khá đông những người đồng hương đã có mặt tại hội thảm để cổ vũ cho anh. Chúng ta tới với hiệp đấu thứ 3 màn so tài để tranh đai vô địch của hạng Super Lightweight WBO Oriental Youth giữa Song Chan-ho và Thông Loang. Như các bạn có thể thấy thì Song Chan-ho tiếp tục sử dụng những tình huống jab và áp sát bất ngờ. Những đòn đánh của tay đấm người Hàn Quốc không chỉ nhằm mục đích phá nhịp mà còn từng bước bào mòn thể lực của đối thủ. Và vừa rồi là một tình huống phản công rất tốt của Thông Loang. Hai cú thẳng tay phải chính xác của Thông Loang đã khiến cho nhịp tấn công của Song Chan-ho bị rối loạn và võ sĩ Hàn Quốc có phần nào đó bị choáng váng khi nhận hai đòn đánh rất nặng và đầy chính xác của Anuson Thông Loang tay đấm người Thái Lan. Chúng ta đã nhìn thấy Song Chan-ho đã trùng hai đầu gối xuống sau tác động của đòn đấm từ Thông Loang, và đó là những cú jab, những câu trả lời của Thông Loang về những phút đấu vừa qua. Có cảm giác như là Song Chan-ho đang chưa vượt qua được cơn choáng váng. Nhà vô địch WBO Oriental Youth đang phải áp sát để hạn chế tối đa sải tay của Thông Loang. Lúc này hai bên đang bỏ những cú uppercut ở cự ly áp sát. Đó là sự hấp dẫn của quyền Anh và đó là sự thú vị của tuổi trẻ. Hai võ sĩ rất trẻ trung đang tạo nên những tình huống khó lường trên võ đài của Grand Hồ Tràm Strip. Sau những cú jab thì Thông Loang đã cho thấy những cú đấm thẳng tay sau của mình là rất nguy hiểm, mặc dù cả hai đang ở cự ly rất gần. Bây giờ thì mọi chuyện lại đang có phần nghiêng về phía Anuson Thông Loang. Song Chan-ho vẫn chưa thể vượt qua được cơn choáng váng sau những đòn đánh liên tiếp chính xác của võ sĩ người Thái Lan. Và bây giờ anh đang tìm cách để áp sát và hạn chế tối đa những tình huống chát tới từ Thông Loang. Và vừa rồi là câu trả lời của Song Chan-ho. Combo bóc cốt bóng mặt, nhưng đó cũng là Thông Loang với một đòn tay trái. Thực sự Anuson Thông Loang đã làm rất tốt ở 2 phút đầu tiên của hiệp đấu thứ 3 này. Chỉ một khoảnh khắc thôi, Thông Loang đã làm gió đổi chiều hoàn toàn trên võ đài. Lúc này thì thay vì chỉ tập trung tấn công vào vùng bụng của Thông Loang thì Song Chan-ho cũng phải cẩn thận với khuôn mặt của mình. Thì Anuson Thông Loang đã tìm ra được cự ly và nhịp độ ra đòn thích hợp. Nhưng một lần nữa chúng ta phải nhắc tới khả năng chịu đòn của Song Chan-ho. Những đòn tấn công chính xác của Thông Loang là không hề nhẹ một chút nào. Nhưng nhà vô địch vẫn đã đứng vững dù cho anh đã gặp những vấn đề khá nghiêm trọng ở đấu vừa qua. Một tiếng thét rất lớn từ góc đài của Anuson Thông Loang cho thấy anh đã lấy lại được sự tự tin trước những áp lực không chỉ từ đối thủ Song Chan-ho mà còn từ những khán giả đang cổ vũ cho nhà vô địch người Hàn Quốc. Anh muốn khẳng định rằng bản thân mình vẫn còn sẵn sàng để chơi một cuộc chơi đôi công với tay đấm 19 tuổi người Hàn Quốc. Quả thực là sau 3 đấu đã qua thì chúng ta không thể rời mắt bất cứ một giây phút nào tại võ đài của Fortunes of War, sự kiện của ngành chuyên nghiệp quốc tế hàng đầu được tổ chức tại Việt Nam. Và đây là hiệp đấu thứ 4 trong trận đấu giữa Anuson Thông Loang, kẻ thách đấu, và Song Chan-ho, người đang nắm giữ chiếc đai vô địch hạng Super Lightweight của WBO Oriental Youth. Sau hiệp đấu thứ 3 có phần bị choáng váng bởi những cú tay phải, những đòn đấm thẳng của Thông Loang, thì Song Chan-ho dường như đã lấy lại được sự tự tin. Kể từ đầu trận, hiệp 3 chính là quãng thời gian khó khăn nhất với nhà vô địch Song Chan-ho.
Tay đấm bất bại người Hàn Quốc đã dính hai đòn thẳng tay rất nặng của Anusong Thông Luang và khiến cho anh choáng váng. Nhưng bây giờ đang là thời điểm mà Song Chan Ho đã trở lại là chính mình. Những tình huống cắt góc rất nặng. Nhưng lúc này thì Song Chan Ho phải cẩn thận bởi Thông Luang hiểu được những tình huống rút ra để giữ thể lực khi sau khi những tung những combo liên tiếp của Song Chan Ho là cơ hội của anh. Cơ hội cho Thông Luang trả đòn. Vấn đề là Thông Luang cần phải hạn chế việc nhận những đòn đánh, những cú đấm vòng body shot tới từ Song Chan Ho. Những cú đấm hướng tới vùng sườn và gan rất nặng, lại là cú móc trái tới từ Song Chan Ho. Những cú móc của Song Chan Ho đã dần chuyển hướng từ gan sang phần trung tâm của phần bụng. Những cú móc vào chấn thủy, một vị trí rất tốt để khiến cho nhịp thi đấu của đối phương giảm hẳn lại. Có thể thấy một knockdown. Và theo tôi quan sát thì đó là một pha ra đòn hợp lệ của Song Chan Ho. Một cú đấm quá nặng, cú móc. Phải nói là chúng ta có thể nghe thấy rõ tiếng tác động từ đôi tay của Song Chan Ho với vùng sườn của Anusong Thông Luang. Sự lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt từ của ban huấn luyện của Thông Luang. Với hình ảnh này thì không rõ là liệu Thông Luang có thể tiếp tục thi đấu hay không. Ta không nhìn lại liệu đây có phải một... Đó sẽ là một pha ra đòn gây tranh cãi khi phần găng của Song Chan Ho đi đấm vào phần lớn chiếc đai bảo vệ của Thông Luang. Chúng ta cùng chờ quyết định của trọng tài. Nhưng dường như với việc không tuyên bố dừng trận đấu ngay lập tức thì trọng tài đã xác nhận rằng đây là một pha ra đòn có phần đã mắc lỗi. Đây là lần thứ hai trong trận đấu mà Thông Luang gặp vấn đề sau một tình huống ra đòn gây tranh cãi của Song Chan Ho. Ở trong hiệp 1 thì trận đấu cũng đã phải gián đoạn một khoảng thời gian để cho Anusong Thông Luang có thể đạt được trạng thái tốt nhất. Những tình huống ra đòn vào vùng đai bụng trong boxing luôn là đề tài gây tranh cãi khi rất khó để xác định được tác động của đối găng từ người ra đòn có khiến cú đấm đi hoàn toàn vào vùng hạ bộ không, hay đó là một cú đấm hợp lệ. Thực tế chúng ta cũng biết là nhiều võ sĩ quyền Anh họ cũng có đôi chút tiểu xảo với việc sử dụng những chiếc quần với phần đai được kéo lên khá cao. Và tất nhiên rồi, trong thể thao, với một môn thể thao đối kháng thế này thì khoảng cách giữa đúng và sai đôi khi là rất mong manh. Và bây giờ thì tất cả vẫn đang chờ đợi quyết định từ trọng tài. Anusong Thông Luang đã trở về góc đài trung lập. Và dường như anh vẫn có thể tiếp tục trận đấu trong khi trọng tài đã phải nhắc nhở đối với Song Chan Ho. Và cuộc so tài sẽ tiếp tục. Chúng ta trở lại với hiệp 4. Trận đấu giữa Song Chan Ho và Anusong Thông Luang. Thời gian còn lại của hiệp đấu này là khoảng gần 1 phút nữa. Mở màn là một pha tay sau rất tốt đến từ Thông Luang. Câu trả lời cho những phút giây nghỉ ngơi vừa rồi. Anh Nam Hành có thấy là Song Chan Ho có khả năng chịu đòn và anh thả mình rất hay. Ngay sau khi dính đòn thẳng tay của đối thủ thì Song Chan Ho không hề có một chút khựng lại nào, lập tức là một đòn vòng đáp trả để khiến cho nhịp tấn công của đối phương không được duy trì. Trong những năm theo dõi boxing thì tôi luôn luôn bị ấn tượng bởi khả năng chịu đòn của các võ sĩ đến từ Hàn Quốc. Họ có một thể lực và khả năng đáp trả rất mạnh mẽ mặc dù vừa bị dính đòn, như chúng ta có thể thấy ở Song Chan Ho. Và với khi hiệp 1 còn 10 giây thì lợi thế của hiệp đấu này rất khó xác định khi mà Song Chan Ho đã tận dụng một phút cuối cùng. Chúng ta có nhớ trong hiệp 3 khi Song Chan Ho gặp nhiều khó khăn, nhưng ngay trong hiệp 4 thì anh đã lập tức trở lại là chính mình. Đó là sự hồi phục nhanh chóng của tuổi trẻ.
chúng ta tới với những diễn biến của hiệp đấu thứ 5. Sau những gì đã diễn ra của 4 hiệp đầu tiên thì quả thực đây là một trận đấu khiến cho tất cả phải vô cùng khó khăn cho việc dự đoán đâu là người sẽ giành chiến thắng. Ưu thế chưa hề nghiêng về bất cứ một võ sĩ nào. Song Chan Ho có thể là người tấn công hiệu quả hơn với những đòn móc nặng hơn, nhưng Anuson Thông Loang đã cho thấy nhà vô địch không nên tỏ ra chủ quan, đặc biệt khi trận đấu còn chưa ngã ngũ. Cú jab rất nhanh của Thông Loang vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ sau những pha bị đau đớn vừa rồi. Những tình huống ra đòn có phần phạm luật của Song Chan Ho. Cho tới lúc này thì đã 2 lần Song Chan Ho bị nhắc nhở vì những pha ra đòn phạm luật, và cũng 2 lần Anuson Thông Loang bị đau với việc nhận đòn đánh từ Song Chan Ho vào vùng hạ bộ của mình. Và vừa rồi trọng tài đã phải nhắc nhở hai võ sĩ không được có lối di chuyển lao đầu vào đối phương, gây những tình huống húc đầu có thể gây chấn thương. Và tiếp tục là một pha ép đài tới từ Song Chan Ho. Đây rõ ràng là vị trí mà Song Chan Ho sẽ rất ưa thích với những đòn móc, những tình huống body shot cực nặng của mình. Nhưng ở những phút đầu tiên của hiệp 5, khi mà anh chưa có tình huống ra đòn đáng chú ý nào thì Song Chan Ho cũng không quá vội vàng. Anh sẵn sàng lùi lại để lấy thể lực. Thực tế và thì cho những pha tung đòn như vừa rồi. Thực tế thì đây là trận đấu kéo dài tới 10 hiệp, và có lẽ Song Chan Ho cùng bảo lượng của mình đã có những tính toán cho việc phân phối thể lực ở từng thời điểm. Nhưng rõ ràng là khi có cơ hội thì Song Chan Ho cũng không quên tung ra những cú body shot với sức nặng như vừa rồi mà chúng ta vừa theo dõi. Trong những trận tranh đài 10 hiệp hay 12 hiệp thì việc có được lợi thế ở những hiệp đầu tiên là rất quan trọng, khi mà bạn có thể giành được cả lợi thế trên bảng điểm và lợi thế thực tế khi bào mòn được thể lực của đối phương. Trong khi đó những hiệp đấu ở giữa là những hiệp đấu mà các võ sĩ có thể tạm giảm nhịp độ và ghi điểm bằng việc tận dụng những tình huống áp sát, tung không quá nhiều đòn nặng nhưng phải thực sự chất lượng để có thể giành được điểm số từ các giám định. Có vẻ như đây đang là hiệp đấu mà hai võ sĩ không thực sự quá nôn nóng và quá vội vã trong việc tung ra đòn đánh. Họ đang chờ thời cơ, họ đang cố gắng để có được sự phân phối thể lực tốt nhất cho quãng thời gian tiếp theo. Số lượng đòn đánh được tung ra trong hiệp 5 là ít hơn các hiệp đấu trước khá nhiều, nhưng những cú đấm lại thực sự chất lượng, đi đến trúng đích như vừa rồi. Những giây cuối cùng và Thông Loang đang bị dồn vào giây. Hiệp 5 khép lại rồi. Hiệp 5 này chúng ta thấy những sự toan tính của hai võ sĩ trên sàn đấu, và trận đấu này vẫn đang mang tới những diễn biến vô cùng khó đoán. Chúng ta sẽ tới với những diễn biến của hiệp đấu thứ 6. Trận tranh đài WBO Oriental Youth hạng Super Lightweight giữa nhà đương kim vô địch Song Chan Ho và đối thủ Anuson Thông Loang đến từ Thái Lan. Sau 5 hiệp đấu vừa qua thì phần nào các khán giả đã có thể hình dung ra được chiến thuật mà cả hai tay đấm muốn sử dụng. Vừa rồi là một tình huống móc trái mở màn rất chính xác tới từ Thông Loang, và sau đó là liên tiếp những cú móc ở cự ly áp sát. Sự chủ động tới từ Thông Loang khiến cho Song Chan Ho phải tận dụng từng cơ hội tung những cú body shot để bào mòn được thể lực, khiến cho thể lực thi đấu của Thông Loang phải suy giảm, và đặc biệt là giảm tải được nhịp đấu mà đối thủ người Thái Lan áp dụng lên anh.
Song Chun Ho tiếp tục dồn Thông Loan vào võ đài, nhưng liệu có một tình huống uppercut chính xác nào nữa không? Khi mà Thông Loan đã phòng thủ tương đối tốt. Trong khi đó thì những cú tay phải bất ngờ được giấu đi của Thông Loan lại đi đến rất trung đích. Một nỗ lực tung móc trái đến từ Thông Loan và đã khiến đầu của Song Chan Ho có phần bị đẩy ra phía sau. Tiếp tục là một đòn móc trái chính xác vào phần bụng của Thông Loan. Và câu trả lời rất mạnh mẽ tới từ Song Chan Ho, một đòn đánh tương tự. Lúc này thì dường như Song Chan Ho đã buộc phải giảm nhịp tấn công của mình lại để tận dụng cho những pha ra đòn hiệu quả hơn. Lúc này thì lợi thế ép đài tiếp tục quay trở lại đối với Song Chan Ho. Tôi tin chắc rằng các giám định sẽ rất khó khăn trong việc đưa ra kết quả của hiệp đấu thứ 6 này, khi mà Song Chan Ho là người có nhiều tình huống ra đòn mạnh hơn, nhưng Thông Loan lại có số lượng đòn trúng đích tốt hơn. Cần phải nói rằng thể lực của Ai Võ Sĩ thực sự là quá tốt, đặc biệt là Thông Loan, người đã gần như là thi đấu liên tục trong năm nay. Và chắc chắn đối với người đã có 11 trận đấu ở trong năm 2022 thì chắc chắn Anozon Thông Loan sẽ muốn trở về nhà với một chiếc đài vô địch quốc tế đầu tiên. Thông Loan đã khuỵu gối xuống sàn nhưng trọng tài xác nhận không có knock down. Trong khi đó thì những cú jab của anh vẫn rất nhanh. Lúc này máu đã đổ trên khuôn mặt của Song Chan Ho. Quả thực đây chính là trận đấu bảo vệ đài khó khăn nhất đối với Song Chan Ho. Một cú thẳng tay sau chính xác. Và hiệp đấu đã khép lại với những diễn biến tiếp tục là đầy hấp dẫn, khiến cho khán giả tại Grand Ho Cham Strip đang quả thực là không thể rời mắt bất cứ một giây phút nào. Hơn một nửa thời gian của trận đấu để hướng tới việc tranh đài vô địch hạng Super Lightweight của WBO Oriental Youth giữa nhà vô địch Song Chan Ho và kẻ thách thức Anuson Thông Loan đã trôi qua hiệp đấu thứ 7 rồi. Và đây là quãng thời gian mà hai võ sĩ có lẽ sẽ bắt đầu tăng tốc sau hai hiệp đấu thứ 5 và thứ 6 toan tính hơn quãng thời gian trước đó. Lúc này thì việc ban huấn luyện nhận ra được lợi thế hay chênh lệch về điểm số đã là rất quan trọng. Và chắc chắn họ đã có những sự chỉ đạo đối với hai võ sĩ để giành lại hay tiếp tục áp lực, tạo áp lực để giữ được lợi thế với điểm số cho mình. Như chúng ta có thể thấy thì lần này ở hiệp đấu thứ 7 này, Song Chan Ho đã chủ động bước áp sát và tấn công nhanh hơn. Anh không lựa chọn việc áp sát quá gần mà bất ngờ lao vào tung những cú móc. Lúc này thì nhiệm vụ của Song Chan Ho là phòng thủ hiệu quả và tận dụng những pha áp sát như vừa rồi, chặn đứng những pha áp sát như vừa rồi của Thông Loan, thay vì mạo hiểm nhận lấy rủi ro khi đối công. Đây là lúc cần phải có sự điềm tĩnh về mặt tâm lý, cần phải có một cái đầu lạnh. Và đó là cú thẳng tay phải rất hay của Song Chan Ho, liên tiếp là những cú vòng cả hai bên trái phải của võ sĩ người Hàn Quốc. Lúc này thì thực sự Thông Loan đang rơi vào tình thế nguy hiểm khi 1 phút 30 giây, một nửa thời gian của hiệp 7 đã trôi qua và anh chưa có một tình huống tấn công nào rõ rệt. Ngược lại thì Song Chan Ho đang chơi rất tỉnh táo, đang thi đấu rất tỉnh táo.
Nhìn vào bước di chuyển của Anderson thông loang, chúng ta có cảm giác là thể lực của tay đấm này đang suy giảm khá nhiều rồi. Và rõ ràng Song Chan Ho cảm nhận được điều đó. Thực sự thì đây chắc chắn là một thử thách đối với Anderson thông loang khi cuộc đối đầu với Song Chan Ho là lần đầu tiên anh phải đối mặt với một trận 10 hiệp và với một đối thủ đã quá quen với những trận bảo vệ đài như Song Chan Ho. Khá nhiều những lần đầu tiên dành cho Anderson Thông Loang. Trong quá khứ thì Anderson Thông Loang cũng chỉ có một lần duy nhất thi đấu tới hiệp thứ 8. Và đa số các trận đấu của anh đều diễn ra từ 6 hiệp trở xuống. Đặc biệt là không có đối thủ nào có thể tạo ra áp lực được cho Thông Loang như Song Chan Ho, một nhà vô địch. Đương nhiên rồi, trận đấu để hướng tới chiếc đài danh giá không bao giờ là dễ dàng cả. Nếu như vượt qua được khó khăn thì Anderson Thông Loang chắc chắn sẽ có một bước tiến rất dài trong sự nghiệp của mình. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì anh đang đối mặt với những khó khăn trước sức mạnh của Song Chan Ho. Khi trận đấu chỉ còn 10 giây thì thực sự rất khó để Song Chan Ho, để Thông Loang có thể giành lại được điểm số. Và như chúng ta có thể thấy thì diễn biến của hiệp 7 đã kết thúc với lợi thế nghiêng hoàn toàn về nhà đương kim vô địch WBO. Oriental Youth Song Chan Ho. Lần thứ hai trong sự nghiệp của mình, Anderson Thông Loang phải bước vào hiệp đấu thứ 8 trong một trận đấu. Nhưng lần này đối thủ của anh là một tay đấm có trình độ châu lục, đẳng cấp châu lục. Và chiếc đài vô địch WBO Oriental Youth hạng Super Lightweight vẫn đang chờ đợi Thông Loang khi anh phải vượt qua được những khó khăn từ Song Chan Ho. Hiệp 7 đã qua, chứng kiến sự vượt trội của Song Chan Ho và chắc chắn điểm số dành cho võ sĩ người Hàn Quốc sẽ là nhỉnh hơn so với đại đấm đến từ Thái Lan. Lúc này thì Song Chan Ho đang tỏ ra điềm tĩnh hơn. Anh không quá vội vàng cho những pha áp sát nữa. Trong những trận đấu tranh đài 10 hoặc 12 hiệp thì việc thăm dò được ý tứ của đối thủ khi biết bản thân mình đã dẫn điểm là rất quan trọng, bởi những nhà vô địch không muốn cho đối thủ có cơ hội tạo ra những pha phản đòn bất ngờ. Đúng là như vậy, bởi quyền Anh là môn thể thao được định đoạt bởi những khoảnh khắc. Chỉ một thoáng sơ sẩy thôi, một cú đấm của những võ sĩ chuyên nghiệp hoàn toàn có thể khiến cho đối thủ không còn khả năng thi đấu. Và đó là pha tấn công rất hay, cú móc tốt tới từ Thông Loang bằng tay trái. Đó cũng là phương án chiến thắng đảm bảo nhất dành cho tay đấm người Thái Lan khi ban huấn luyện của anh biết rằng Thông Loang đang bị dẫn điểm, và sự lo lắng đang hiện rõ lên ban huấn luyện của Anderson Thông Loang. Lúc này trong trường hợp bị dẫn điểm thì chiến thắng chỉ có thể đến với Thông Loang khi anh có được một cú knock out, nhưng dường như tình huống khuỵu xuống vừa rồi của Anderson Thông Loang đã khiến anh bị đếm lần đầu tiên. Vừa rồi lần thứ tư Thông Loang khuỵu xuống sàn, nhưng là lần đầu tiên anh mới bị đếm. Và võ sĩ người Thái Lan vẫn có những phàn nàn về việc Song Chan Ho có đòn đánh được coi là phạm quy. Tuy vậy trọng tài đã không nghĩ vậy. Đây rõ ràng là một lợi thế rất lớn dành cho Song Chan Ho khi mà những cú knock down được đếm bởi trọng tài được đánh giá rất cao ở trong boxing. Đặc biệt ở trong những hiệp cuối như thế này thì Song Chan Ho chỉ cần duy trì một lợi thế, một áp lực vừa đủ, không để cho Thông Loang tạo ra bất ngờ, là anh có thể đảm bảo thêm một hiệp đấu nữa mình nhận được con số 10 đến từ các giám định. Và như các bạn có thể thấy thì Song Chan Ho đang rất kiên trì với những cú móc của mình. Trong khi đó thì
tốc độ ra đòn, sự tỉnh táo của Anuson Thông Loang đã bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng sau tình huống knockdown vừa rồi. Chúng ta đều hiểu là Thông Loang cần phải tấn công nhiều hơn để thu hẹp lại những lợi thế mà anh để mất vào tay của Song Chan Ho. Nhưng vấn đề là làm thế nào khi mà thể lực hiện tại của Anuson Thông Loang đang bị suy giảm rất nhiều rồi. Thực sự rất khó khăn trong 10 giây cuối này dành cho Anuson Thông Loang. Và hiệp 8 đã trôi qua rồi. Sẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp mà Anuson Thông Loang bước vào một trận đấu nhiều hơn 8 hiệp. Và bây giờ thì thể lực của anh đang là một vấn đề rất lớn. Liệu ban huấn luyện của Thông Loang có những phương án thế nào dành cho tay đấm này? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi về hiệp 9 trước mắt. Thời gian nghỉ giữa các hiệp đấu đã hết và chúng ta cùng chuẩn bị bước vào hiệp đấu thứ 9 trong màn so tài giữa Song Chan Ho và Anuson Thông Loang. Đây là khoảng thời gian quyết định, đặc biệt là với Anuson Thông Loang, võ sĩ đang bất lợi hơn về mặt điểm số. Thực sự thì đây là lần đầu tiên cả Anuson Thông Loang và Song Chan Ho phải cần đến hiệp thi đấu thứ 9. Nhưng với một tư cách một nhà vô địch như Song Chan Ho thì anh đã phải chuẩn bị cho những hiệp đấu, những trận đấu 10 hiệp đã quen thuộc hơn. Và rõ ràng chúng ta có thể thấy tới hiệp thứ 9 này Song Chan Ho vẫn còn rất khỏe và chủ động. Trong khi đó thì những phương án mà Anuson Thông Loang tung ra đã hạn chế hơn. Và bây giờ là cú knockdown thứ hai. Thông Loang đã phải ôm đầu rồi. Trọng tài vừa rồi đã phải đếm tới 8 đối với Anuson Thông Loang và lần thứ hai Thông Loang bị trọng tài đếm ở trong trận đấu này. Và tiếp tục là một cú knock out thứ hai trong tại Phò Thôn Đập Vua hôm nay. Và như vậy chúng ta đã có được người chiến thắng của một trận đấu cực kỳ hấp dẫn, trận tranh đấu đầu tiên của Phò Thôn Đập Vua ngày hôm nay, và đó là Song Chan Ho. Anh tiếp tục bảo vệ thành công trên đất vô địch hạng cân Super Lightweight của WBO Oriental Youth với một chiến thắng bằng knockout trước đối thủ đến từ Thái Lan Anuson Thông Loang. Tiếp tục là một đêm đấu tại The Grand Hồ Tràm, tuy khó khăn nhưng vẫn rất ngọt ngào đối với Song Chan Ho. Chiến thắng thứ 3 liên tiếp của anh ở trong một trận tranh đài vô địch WBO Oriental Youth. Và tay đấm người Hàn Quốc sẽ duy trì thành tích toàn thắng của mình. Anh sẽ có được chiến thắng thứ 9 liên tiếp, trong đó là 5 cú knock out. Và bại tướng của anh lần này là Anuson Thông Loang, người đã bị knock down 2 lần ở trong hiệp đấu thứ 9 và đã không thể tiếp tục. Rõ ràng là kết quả đã được phần nào dự đoán báo từ trước, khi mà Anuson Thông Loang đã suy giảm về mặt thể lực quá nhiều. Một phần đến từ nguyên nhân với những cú ra đòn chính xác của Song Chan Ho, một phần nữa cũng đến từ việc Anuson Thông Loang đã có một lịch trình dày đặc trong năm 2022 này. Và trận đấu được coi là cuối cùng của anh trong năm nay thì Thông Loang đã thất bại trong màn so tài với đối thủ được coi là võ sĩ trẻ hàng đầu châu Á ở thời điểm hiện tại.
and gentlemen, this action has now come to an end, and I have your official time. After 1:01 of round number 9, your referee, Surat Soikerchang, has called a halt to the contest, declaring your winner by way of KO victory, still undefeated, and still WBO Oriental Youth Super Lightweight Champion!